Thắng chi? Ủa chị ơi. Ủa sao em quên tuần? Chương trình này của em. Ủa chương trình này đâu phải come out đâu, đây là bí mật hạnh phúc. Trời ơi, tưởng chị tưởng quay không out, trời sao nói trước vậy? Come out cuối tháng mình quay. Trời hôm chị nay, hay quá. Hôm nay nhường cho em nha. Ủa vậy hả, hôm nay chương trình của em hả? Dạ. Ủa vậy mà chị đến chi vậy trời? Để chị cướp spotlight của em nè. Không, chị đâu cướp spotlight đâu, giờ chương trình em chị đi về nha. Chị ơi, đây có một người rất là mong muốn được gặp chị. Vậy? Để em chào khán giả đã. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Bí mật hạnh phúc. Và em là một người fan hâm mộ của chị Chi đúng không? Thì bây giờ em giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bí mật hạnh phúc. Em là Thanh Nhàn và nghệ danh của em là Nhàn Phi. Nhàn Phi hả? Dạ. Chị là Quý Phi nè cưng. Chị là Quý Phi nè cưng. Thật sự em là một fan hâm mộ rất là lớn của chị. Tuy là chị biết chị vào khoảng thời gian sau này, tại vì em lớn lên em hiểu, em đi theo nghề thì mới biết được chị. Nhưng mà em cảm thấy được là em cần phải học hỏi chị nhiều thứ, và cũng như là trên con đường sự nghiệp thì cần chị có một cái gì đó cho tụi em noi theo. Thì hôm nay em đến với chương trình này á, thì em cũng xin giới thiệu với em một chút. Em là hiện tại đang là diễn viên cũng như là một ca sĩ, nhưng mà em thích người ta gọi em là diễn viên hơn, tại vì em đang biểu diễn Lô Tô. Em diễn cho đoàn nào cưng? Dạ em diễn cho đoàn gánh hát Lô Tô Nắng Mây Hồng. Thì hiện tại thì nhóm của em có 10 người. Thì trong đây là gồm ekip và diễn viên luôn. Nó chỉ là một nhóm nhỏ để chuyên chạy event thôi. Nhưng mà tụi em cũng rất là cố gắng. Em không muốn mình, bản thân của mình là chỉ quanh quẩn là một cái chốn là gọi là hội chợ Lô Tô gì thôi. Trong cái nhóm đó gì đúng không? Dạ, em muốn lan tỏa ra. Dạ đúng rồi. Cơ duyên của em làm sao để em đến với cái nghề? Từ nhỏ thì em đã rất là đam mê cái ca hát rồi. Thì hồi nhỏ thì nhà em không có điều kiện đâu. Em cứ lại nhà hàng xóm em xem tivi ké thôi. Càng ngày càng lớn lên thì em bộc lộ được cái bản chất của em là em đam mê hát, em thích hát. Thì em nhớ khi mà em còn nhỏ là cái khoảng thời gian đó là người ta đánh đàn organ á, đám cưới á, rất là hot. Và những người đó làm rất là có tiền. Thì bà nội em mới dựng em, tức nghĩa là cho em đi học đàn organ. Nhưng mà cái ông chú mà dạy đàn đó, ổng không cho em đã không dạy đàn cho em, mà ổng bắt em hát thử cho ổng nghe. Sau khi em hát xong rồi ổng thấy em hát được, xong rồi ổng mới dắt em đi hát. Thì ổng cứ tiệc đó ổng đánh cho đàn đó thì ổng kêu em theo, thì em được tiền bông rồi được tiền cachê, được tiền tổ hồi xưa, ví dụ như vài chục ngàn này kia nọ, thì cái đó cũng rất là vui rồi. Em nhớ là người ta sâu tiền trong một cái dây chỉ dài như vậy là người ta đeo vô cổ em. Thì em thấy cái này là một cái cơ duyên, và từ đó em mới phát huy thêm nữa. Vào khoảng năm 2014-15 gì đó em đi lên Sài Gòn, thì bắt đầu là em bắt đầu đi cuộc sống mưu sinh. Năm em 11 tuổi thì ba mẹ em ly dị, nhưng mà em vẫn còn ở dưới bà nội. Thì sau này em mới đi theo mẹ em. Em mới được cơ duyên là em được tham gia những cái cuộc thi trong cộng đồng người chuyển giới. Họ tổ chức những cái buổi apply thì em mới tham gia. Và có một cuộc thi em tham gia thì em đã đoạt giải. Gần đây nhất em có tham gia một cuộc thi của một đoàn Lô Tô lớn. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt để em bước vào cái giới Lô Tô. Trong cuộc thi đấy em có đạt thành tích gì không nha? Trong cuộc thi gần đây thì em không tốt, thì khi mà đã bị loại rất là sớm. Đoàn hội trợ Lô Tô nào? Em có tham gia cuộc thi Miss and Mr. Lô Tô của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì là chị có làm giám khảo đêm chung kết. Dạ. Nhưng mà riêng về em thì em chỉ thi bán kết 1 là em bị loại. Em bị loại không phải là em không đủ khả năng em vào, và không đủ lực lượng fan đi theo để cổ vũ cho em, mà là tại vì có một số lý do là em đang cộng tác cho một cái đoàn khác thì không có thể biểu diễn cho cái đoàn này, tham gia cuộc thi bằng đoàn này. Nếu như mà thắng thì sao? Thắng thì hai đoàn sẽ xích mích với nhau. Đó là cái cách mà em bị loại. Nhà nơi cho anh hỏi là ban nãy em có nói về cái lý do thất bại của em ở trong chương trình đó. Yeah. Thì anh chỉ muốn hỏi là cái lý do đó làm sao em biết được nó, hoặc là em chỉ nghĩ
về cảm tính của nó, về sự công bằng của cuộc thi thôi. Thứ nhất, khi mà em tham gia cuộc thi á, em mang một cái hình ảnh chỉnh chu cũng như rất là sáng sủa, có một tí sáng sân khấu. Khi mà em học được bài hát rồi em hát rồi trình diễn sân khấu thì khán giả ở tại đoàn và cũng như khán giả trực tiếp trên live stream rất là ủng hộ em. Khi mà em bị loại á, một chị trong ban giám khảo đứng lên nói là thật sự chị rất là muốn chọn em vào đoàn, vào nhóm để dòng sau, nhưng mà tại vì một lý do là em đang biểu diễn cho một đoàn khác thì chị không thể nào chọn em vào được. Là chị đó nói thẳng như vậy luôn hả? Nói thẳng trực tiếp trên sân khấu luôn. Còn có những cái lý do gì mà để loại em thì em không hoàn toàn không biết. Cũng khó nói lắm em. Dạ. Em chạy vô tàn thật nhiều, cũng chưa chắc là mình vô tàn thật nhiều là mình lại được lọt vào trong mắt của ban giám khảo. Dạ. Nó là nhiều khi bữa đó em lại không may mắn. Chị, em nghĩ là những cái lớp trẻ là rất là nhiều người thần tượng chị, nhưng mà họ vẫn chưa biết được cái cơ duyên để đến với cái nghề ca hát của chị đâu. Ngày xưa thím của chị là chú thím là ca sĩ, chú thím học nổi tiếng mà hát rất là hay, mà chị thì ngày xưa chị hay đi theo để mà đi coi hát á, thì mình cứ coi ngồi cũng gầm coi hoài, cái mình thích nào mình thích nào mà thích, nói chung thích từ nhỏ rồi, nhưng mình không có nghĩ là mình đi hát thích thôi. Nhưng mà khi đi chơi với ca sĩ, đi chơi nhiều ca sĩ đó, tâm ra làm trời ơi, sao tự nhiên càng ngày càng đam mê, càng ngày tự nhiên thích đi hát. Xong mấy anh chị nói thôi, nếu thích hát thì mấy anh chị giới thiệu cho đi hát mấy đám cưới đâu. Cái từ đầu là chị phải đi hát đám cưới. Đi học á thì chị hay hát ở trong trường những cái chương trình mà lễ của trường. Từ đó là bắt đầu mới đi theo nghề luôn. Lúc đấy mình đoạt nhiều giải không ạ? Nói chung ngày xưa là đi thi trong trường á thì chỉ thi trong trường thôi, thì đoạt giải trong trường thôi. Còn thi những cuộc thi ở ngoài thì chị không bao giờ thi. Tại sao mình không đăng ký thi ạ? Để mình muốn khẳng định bản thân chứ ạ? Chị nghĩ là mình khẳng định bản thân nó nhiều khía cạnh, không phải là đăng ký thì thi hay là có giải thưởng mình mới tỏa sáng được. Bình thường mình hoạt động thì mình vẫn tỏa sáng được. Có lẽ là chị không có duyên với những cuộc thi, với là chị hay bị tâm lý nhiều. Cũng có thể là cái bước khởi đầu của chị nó thuận tiện quá, đâm ra chị không cần cuộc thi nào chị cũng nổi tiếng. Em vẫn còn nhớ cái thời những cái năm 2000 á, em xin phép được nhắc lại lúc trước nhá, cái thời mà Lâm Chí Khanh á, người ta khắc họa chị là một chàng hoàng tử nhá, con nhà giàu, đẹp trai, tài năng, rồi chị có thể tổ chức những live show rất lớn. Thì em tự hỏi là những cái thời gian đầu chị gặp khó khăn không, hay là chị mới vào là chị có thể thuận lợi tất cả mọi thứ? Ngày xưa gia đình chị giàu có, bắt đầu đi hát làm ca sĩ trẻ. Thời điểm đó Phương Thanh và Lâm Trường vẫn đi gym, là chị đã có sơ hở chị đi rồi. Cái bước khởi đầu của chị đó, chị may mắn thuận tiện hơn là gia đình chưa có tiền. Đó mà chị không phải lo một cái gì hết, chị đam mê chị hát thôi. Mà mê nghề đổ xăng những cái 400-500 ngàn mà hát có 200 ngàn, thì ba mẹ thương mà cho lấy xe hơi nhà đi. Tâm ra là đi xe hơi không đâu đủ tiền đổ xăng đâu, nhưng mà mình đam mê nghề thì mình theo nghề. Nhưng mà hát mấy năm trời, cũng là ca sĩ trẻ, cũng vô chờ đợi, mình phải chờ tới cuối chương trình, nhiều khi mình cũng đâu có được hát đâu, mình phải đi về. Đó cũng khó khăn, cũng phải chị hát 3 năm trời, rồi chị phải tổ chức một live show rất là lớn, tốn tiền rất là lớn, rất là nhiều tiền thì mới được nổi tiếng. Chứ đâu có phải là đơn giản mà mình đi hát là mình nổi tiếng được liền đâu. Có lẽ là chị khó khăn so với cái nghề này thôi, nhưng so với nhiều người thì chị vẫn là một ca sĩ may mắn nhất. Nhận thấy không, công chúa nó chia sẻ khó khăn nó cũng khác người ta nữa. Không, thật sự chị khó khăn không nhiều. Nhưng ngày xưa chị hát nè, chị nó cứ nghe chị đi hát đám cưới nè, 50 ngàn một xô, nhà Bích Hỷ đó, là nó có 5 tầng lầu. Chị với các ca sĩ Thanh Thảo là hát chung, là tụi chị là thí dụ hôm nay chị hát tầng này, Thảo hát tầng 2, cái chị lên tầng 2, Thảo xuống tầng 1, rồi chị lên tầng 3, cái Thảo lên tầng 4, là 50 ngàn một xô. Tụi chị một đêm xài 4-5 xô thì có được, thí dụ 5 xô thì có được 250. Cũng hát tầng đám cưới, tất cả các tỉnh ở cái Việt Nam này, từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây là chị đi hết 200 ngàn một xô. Tại sao mà em nói là tại vì em không phải là lo cho bản thân một mình em, mà là lo cho cả gia đình em. Cái biến cố mà xảy ra nó cũng gần đây là trước Tết. Thì thật sự trước Tết đó là tụi em đi show rất là nhiều, và cũng có một để dành một khá khá một mớ. Nhưng mà cuối cùng thì Dượng và mẹ của em á ly dị nhau, và ông Dượng ổng gây một số nợ rất là lớn, và em với lại mẹ em phải gánh cái số nợ đó. Và bây giờ em dành hết tất cả những cái gì mà em để dành được trước Tết, và em phụ mẹ em trả nợ, và tới giờ vẫn còn nợ. Em thấy kiểu như là bị thua thiệt mọi người, là ở chỗ là giống như chị là giàu có đó, có thể bước tiếp con đường của chị, còn riêng về bản thân của em là không phải là chỉ đơn giản là đam mê, mà tụi em còn phải gắn với hai từ mưu sinh nữa. Chị nói cứ nghe là ai cũng phải mưu sinh, cả là người giàu có người ta cũng phải mưu sinh. Thuyền lớn là sóng lớn, chị giàu đi sóng chị lớn, chị làm nhiều tiền thì có chị có nhiều cái chi nó phải nó lớn.
nó cũng vậy thôi à cưng à. Thật sự ra chị nghĩ vậy nè, mình sống mình hạnh phúc nhất là mình sức khỏe mình có, mình không có bệnh. Mình có sức khỏe, mình có ý chí, mình có suy nghĩ, mình có chiều hướng tốt, thì từ từ chị nghĩ nó sẽ, mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ nếu như mình đi đúng hướng. Chị nghĩ là đâu có ai mà khổ hoài đâu. Có những lúc chị nè cũng rất là khó khăn, chị rất là khổ luôn. Chị khổ thật là khổ, chị phải thuê nhà chị ở luôn. Nhưng mà chị vẫn vượt qua được. Là cái ý chí của chị. Chị té rồi chị là chị phải đứng dậy. Phải đứng dậy cho bằng được. Chứ đâu phải lúc nào chị cũng giàu có đâu. Có những lúc chị cũng thăng trầm, chị khổ lắm. Có những lúc chị khó khăn 3 năm trời. Vô cái năm xui, năm tâm tai chị 4-5 năm trời. Chị khó khăn dễ sợ luôn. 5 năm trời đó chị tưởng là chị không bao giờ chị vượt lại được. Tại khi người ta một người đã đang đỉnh cao mà rớt xuống vực thẳm rồi, khó mà đứng dậy được lắm em. Mà chị vẫn đứng dậy được. Nhờ điều gì chị? Ý chí. Ý chí và cái tâm mình sống tốt, mình sống phải. Tự nhiên mình sẽ có cái cơ duyên, có người tốt người ta giúp mình. Tại vì từ xưa giờ chị sống chị xưa bây giờ chị hại ai hết. Chưa giờ hại ai hết. Thế giờ chị không thích ai, chị nói xong thôi. Cũng không bao giờ ghét ai, không bao giờ để lòng. Đâm ra này, cái tính đó của chị mà cái hậu chị nó có. Đến lúc mà chị có rớt xuống đi nữa, rồi cuối cùng cũng có người giúp đỡ chị. Rồi chị vực dậy lại, chị trở lại vị trí bình thường. 20 năm nổi tiếng từ năm 2000 đến ngày hôm nay thì em nghĩ 20 năm rất là dài. Chị thân trầm nhiều lắm. Tại vì chị lên truyền hình chị không muốn kể những chuyện khó khăn, khổ. Chị muốn đưa đến một cái hướng hưng phấn tích cực của cộng đồng LGBT. Chứ không phải là tại tụi em đã khổ nhiều rồi. Chị lên chị than khổ này nọ nữa. Nó không hay. Đâm ra chị muốn kể những cái gì đó, nó chia sẻ những cái gì đó để cho tụi em có tinh thần, cái động lực để tụi em sống. Chứ thật sự có những lúc chị rất là thân trầm. Nhưng mà chị vượt qua được hết đó. Tại vì những người trong cộng đồng MC, cái ý chí nó rất là mạnh. Bản thân của em á, thật sự mà em nói á, là em không muốn nổi tiếng. Nếu như mà nổi tiếng á, đối với chị á là vừa có tiền, có tài, có sắc, rất là nhiều thứ nó tụ hợp lại thì nó mới có thể có cái khả năng nổi tiếng nó sẽ cao. Còn riêng về bản thân em thì hầu như những cái đó nó đều xa vời với em cả. Để nổi tiếng á thì thật sự em chưa mơ tới. Nhưng mà em muốn cuộc sống em tốt hơn hiện tại là em không phải là chỉ đơn giản là một diễn viên hoặc là một ca sĩ hoặc là một nghệ sĩ chỉ quanh quẩn trong một cái thế giới, trong một cái một môi trường nó nhỏ. Và em muốn được á là có người dẫn dắt em, có người dạy dỗ em, kèm cặp em. Em bảo là em không muốn nổi tiếng. Anh nghĩ nó là một cái sự tự ti nó đang tồn tại ở trong con người của em. Ví dụ như chị Chi đi, có những cái bước đệm quá mạnh thì chị có thể cố gắng 10 phần. Thì nếu như mình muốn được như vậy thì mình cố gắng 100 phần. Nó là một cái động lực để mình có thể cố gắng, chứ mình không thể tự mình thu mình lại như vậy vì những cái suy nghĩ là mình không thể. Ngày xưa chị mê đi hát thôi, chứ chị không có nghĩ là chị được nổi tiếng. Cái này chị nói, chị chia sẻ thật lòng. Mặc dù gia đình chị có khả năng nhưng mà thật sự đâu phải là nổi tiếng nó dễ đâu. Chị không có mơ ước nổi tiếng. Lúc mà chị tổ chức cái live show đó là một bà chị ở bên Mỹ về à, thì bà chị mới nói là tại sao không tổ chức cái live show. Thì chị mới nói là trời ơi, em là ca sĩ trẻ mà tổ chức live show cái gì. Rồi nên chị cứ tổ chức thử đi như thế nào, người ta chưa làm mình làm nó mới đặc biệt. Thời gian chị tổ chức live show, chị chỉ mơ ước là ước gì mình làm cái live show xong mình nổi tiếng được chút thôi, mình khỏi phải vô mình chờ đợi, mình phải hát 50-70, mình phải khỏi chạy show một đêm 4-5 chỗ mà cực khổ mà ngồi chờ, nhiều khi đến 8 giờ mở màn xong rồi nhiều khi là tới khuya 10 giờ rưỡi mới hát được, phải đi về cả cầm mấy chục ngàn. Là chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh ca sĩ trẻ thôi. Nhưng không ngờ, nhưng mình làm, mình sống với ngày nào mình cũng phải có ước mơ. Nhưng trước khi mình muốn mơ ước cái điều gì đó, mình phải coi mình có khả năng hay là không. Nếu như mình có khả năng, mình có quyền mơ ước. Tại vì em không có mơ ước, em không có mục tiêu, em khó làm việc lắm. Khi mà chị chia sẻ cái ước mơ của chị hồi lúc trước á, thì em cảm thấy hiện tại em đang bị giống như vậy á. Em cũng không có muốn mình nổi tiếng là tại vì rất là khó. Nếu như thời điểm ngày xưa em nói chị này là chị ok liền. Đúng là rất khó. Thật sự bây giờ ca sĩ bình thường, con trai con gái đi muốn đi hát, muốn nổi tiếng nó cũng đã khó rồi. Nhưng mà riêng ngay thời điểm này, cộng đồng LGBT là đang được ưu ái. Đâm ra là ngay thời điểm này em có quyền mơ ước. Nếu như em có người hướng dẫn và em đi đúng chiều hướng hay là em có sự chuẩn bị thì em cũng có thể nổi tiếng được. Em hát cho chị nghe thử đi, để chị biết chất giọng của em. Chị có thể tư vấn cho em được cái gì, chị tư vấn cho em. Gặp chị em cũng hơi bị hồi hộp. Hồi hộp mà nãy cứ nói quá trời luôn đó. Nói là đúng trúng cái dây của em cho nên em rồi, nói bây giờ chị bắt cái dây cho em nè, em hát nha.
Nếu lỡ ngày mai cách biệt ngàn đời, em bỏ lại em bỏ lại anh có buồn không? Anh hỏi em trả lời sao? Em sẽ giấu kín niềm đau, em không khóc mà nạt tan lòng. Nhìn vậy được chưa? Run quá, gặp tình quá, bị quá. Chị thấy như thế nào ạ? Nói chuyện em hát cũng được, nhưng mà nếu em hát bolero là em cái em không khóc mà nát tan lòng. Em sẽ ngân chút nữa nó sẽ hay hơn. Bolero là cái đuôi nó phải có cái ngân thì nghe nó tình cảm hơn. Lúc trước em nhớ chị Chi hát nhạc trẻ. Ngày xưa là chị hát nhạc trẻ, nhưng bắt đầu mà chị có ý định chuyển giới á, là 5 năm, 3, 4 năm sau bắt đầu chị đã hát trữ tình dân ca rồi. Chị rất thích cái dòng nhạc dân ca trữ tình đó thì chị đã hát 3, 4 năm rồi. Sau khi chị làm con gái luôn á, là bắt đầu chị hát chuyên dân ca trữ tình luôn. Năm ra là chị cũng hát được hai thể loại là vừa nhạc trẻ vừa dân ca trữ tình. Với chị, cái việc thay đổi phong cách đó nó không có khó khăn gì ạ? Nó khó chứ, thực sự ra từ mình nhạc trẻ mà qua hát bolero nó rất là khó. Nó cần có sự phải là có sự rung và hát nó sẽ tình cảm, nó có hồn. Ngày xưa chị thích cải lương, hát chơi nghiêu ngao này, đâm ra là mình biết cái cách hát. Thời gian đầu mình chuyển qua mình hát thì lúc đầu nó cũng hơi cứng chứ, nó chưa có mượt, nó chưa có mềm mại, nhưng mà chị hát qua thời gian sau thì nó nhuần nhuyễn hơn. Cái gì nó cũng phải có sự tập luyện. Rồi bây giờ anh thấy như vậy là nhàn, em hát cái bài này em tự tin nhất đó. Để cho chị Chi có thể nhận định được rõ ràng nhất. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dòng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người sẽ duyên. Lòng cầu mong em đầu bến cho yên một bóng thuyền. Lỡ đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đơn em khóc sao bao lời khuyên. Tình duyên, cái giọng em có nhưng em phát âm nó chưa có đẹp, chưa có chuẩn. Đâm ra là em để ý cái phát âm của em á. Em thì đã bị trường hợp này một lần, là khi mà em hát xong rồi á, có một cái anh này cũng là dạng như là ảnh có học đi học thanh nhạc, xong rồi bắt đầu xuống xong rồi cái em và ảnh có một cái chuyện gì đó gây lộn với nhau, thì bắt đầu ảnh trên tin nhắn á, ảnh chửi em rất là thậm tệ, và ở ngoài á cái ảnh nói chuyện với em như vậy nè: tao nói cho mày nghe, ít nhiều mày cũng là ca sĩ, tao cũng là ca sĩ, nhưng mà mày thua tao ở chỗ là tao có đi học thanh nhạc còn mày không đi học thanh nhạc. Khi mà em nghe tới cái này em bị nghẹn ngào. Em nghĩ rằng á là em có một cái chút gì đó đam mê, nhưng mà em chưa có một cái may mắn là sẽ được đi học hành, được dạy dỗ như những anh chị ca sĩ khác, thì em bị thua thiệt cho đó. Bởi vì cái tự ti của em á, nó nằm dựa vào cái này là em tự ti ra. Em không có đi học trường lớp, nhưng em có thể học lớn được. Mình nghe người ta hát, thí dụ mình thích cái ca sĩ nào, mình nghe người ta phát âm, sao mình bắt chước người ta được. Ban nãy khi mà đầu chương trình á, anh có nhớ Nhàn nói là Nhàn muốn được biết đến với vai trò là một diễn viên. Nhưng mà nãy giờ khi em chia sẻ thì anh lại thấy em có đam mê với âm nhạc. Âm nhạc nhiều hơn là diễn viên. Thì anh không hiểu là em đã xác định rõ cái đường hướng của mình chưa? Khoảng 2 năm nay á, em mới làm nữ và em đi hát lô tô. Thì khi mà em hát lô tô á, thì người ta nói hẳn là em là bóng lộ đi hát đám ma, đám cưới hoặc là đi hát lô tô phải không? Em không chấp nhận cái việc đó. Em muốn người ta biết em diễn viên là em có thể đi hát được, em có thể trình diễn lô tô được. Cái từ diễn viên nó nói về đa dạng hơn, cho nên là em muốn mọi người biết em diễn viên cũng được mà ca sĩ cũng được, nhưng mà là diễn viên thì vẫn thấy nghe hay hơn. Em muốn mọi người biết em bằng diễn viên thì em phải có nhiều cái gia vị diễn thì người ta mới biết em là diễn viên được, đâu phải mình muốn là được đâu cưng. Mình muốn là mình phải cho người ta thấy thì em có nhiều sản phẩm, hay là em đóng phim hay em làm gì thì người ta mới nói, hay là em diễn kịch thì người ta mới nói em diễn viên. Thế ngoài lô tô ra em có tham gia đóng kịch hay là đóng những cái vai diễn nào chưa? Dạ em có thường là quay quảng cáo. Quay quảng cáo thì cũng dạng như là cũng giống như diễn viên, mình sẽ đóng nguyên một ngày vậy đó, nhưng mà người ta lấy hình ảnh hoặc là lấy thoại của mình. Thật sự gánh hát lô tô Nắng Mây Hồng á, trước khi làm gánh hát lô tô Nắng Mây Hồng là nhóm kịch Nắng Mây Hồng. Lúc trước tên thật của gánh hát lô tô Nắng Mây Hồng á là The Sunny. Nhóm tụi em chuyên biểu diễn catwalk nè, rồi trình diễn múa nè, nhảy đen nè, hát nè, kịch nè, làm tất cả chuyên về bên event hơn. Thì sau đó lúc này tụi em chuyển thành kịch trước, thì chủ sân khấu chủ nói là tụi em nhóm kịch gì, em nói là nhóm kịch The Sunny. Thì nghe nó không có được đã tai, nghe nó không có được thoải mái. Thì hồi xưa The Sunny dịch ra là ánh nắng chói chang cái gì đó, thì tụi em mới nói vui là Nắng Mây Hồng, tụi em mới quyết định
lấy cái tên này tại vì nó cũng là duyên. Thì là tụi em mới chuyển thành là nhóm kịch Nắng Mây Hồng. Tụi em diễn được 3 suất kịch, cái sân khấu chịu chi phí không nổi cho nên phải dẹp sân khấu và tụi em phải chuyển qua thành gánh hát Lô Tô. Để nói về cái mong muốn được công nhận là diễn viên của em á, anh thấy bây giờ cá nhân anh thấy nha, nó chưa có cơ sở lắm. Tại vì ví dụ như chị Chi đi, chị đi hát một thời gian rất dài là ca sĩ Lâm Chí Khanh cho đến Lâm Khánh Chi, mặc dù chị đã có những cái vai diễn rồi nhưng họ vẫn chưa gọi chị là diễn viên. Chị đã từng đóng nhiều bộ phim mà nó. Tại vì cái bề dày làm ca sĩ của chị á, nó nhiều hơn nó là diễn viên. Nó rất nhiều và cho dù em có những cái vai diễn cũng khá là nổi tiếng rồi, người ta vẫn chưa thể công nhận được. Yeah. Nhưng mà chị nghĩ là em làm thí dụ diễn viên hay ca sĩ cũng đâu có sao đâu. Chị thấy không quan trọng, quan trọng là mình có nhiều show. Quan trọng là khán giả mình bước lên sân khấu, khán giả thích mình. Mình hát xong người ta vỗ tay, người ta tán thưởng, điều đó nó là hạnh phúc hơn. Đến lúc mà gì khi người ta cảm nhận được mình là diễn viên hay là cái gì là người ta tự gọi. Rồi ngoài Lô Tô ra thì em có một cái hướng đi khác cho cái phần biểu diễn nghệ thuật của mình không nhỉ? Đây là một cái câu hỏi mà em muốn tới chương trình và em nhờ chị Khánh Chi có thể giúp đỡ em. Bây giờ là nếu như mà ngoài biểu diễn Lô Tô không á, nếu như mà để như vậy thì em sẽ không có đủ nguồn kinh phí để em lo cho gia đình. Cứ diễn một tuần một suất hai suất thì chắc chắn sẽ không đủ. Giống như chị nói là em có khả năng là phát triển được giọng hát của em á, thì em muốn phát triển giọng hát để em đứng trên sân khấu với một vai trò là một ca sĩ và có thật nhiều show hơn để em có thể chăm sóc được cho gia đình của em. Em có chất giọng rồi, giọng em giọng khỏe ấm đó, em hát giọng cũng dày đó. Thì điều đầu tiên là em phải phát âm cho nó chuẩn. Tại vì em hát được, em có chất giọng nhưng cái giọng em nó vẫn còn cứng và em phát âm chưa có chuẩn và chưa có độ rung nữa thì đâm ra là nó sẽ khó đi vào lòng người. Nghe thì nghe ok đó, hát cũng dễ thương, giọng có tốt cũng khỏe đó, nhưng mà nó cần phải em phải tập nhiều hơn nữa thì em mới phát huy được nhiều hơn. Chị em chỉ muốn hỏi là qua những cái khuyết điểm ở trong giọng hát của Nhàn á, thì cái đấy là mình tự tập hay là mình phải đi học thanh nhạc lại để có người rèn giũa mình? Tại vì cái giọng phát âm á, mình sẽ nghe những ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng, người ta hát phát âm rất chuẩn thì mình bắt chước cái phát âm của người ta. Thí dụ dần nghe chị Như Quỳnh đi hát đi, chị hát là tình duyên chứ đâu ăn hát tình duyên. Chị Như Quỳnh hát phát âm rất là hay, phát âm rất là chính xác, thì mình nghe chị phát âm những cái chữ đó mình phát âm đúng như là chị thì mình hát vào cái giọng của mình. Em đã thích giọng bolero thì em sẽ thích ví dụ nhiều người hát, chị Như Quỳnh hay cô Giao Linh ví dụ vậy, hay là cô Hương Lan, thì mình nghe mấy cô đó mình hát, mình học cái cách phát âm của mấy cổ là mình đưa vô giọng hát của mình. Thật ra mà nếu như mình mà để mà một em mà để mà có nhiều show thì sau khi mùa dịch đó chị nghĩ là mình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhóm em thì có thể là xem cái thị hiếu người ta đang thích cái gì thì mình quay những cái clip. Tại vì chị thấy ví dụ như tụi em sẽ làm những cái tiểu phẩm hài ví dụ vậy, nếu trong nhóm tụi em có ai có khiếu như thế nào thì mình phát huy cái khiếu của nhóm em. Bây giờ chị thấy nè, rất là nhiều phương hướng nổi tiếng. Nếu mình không nổi tiếng về hát, mình có thể mình làm những cái hiện tượng mạng, nhưng mà mình đi một cái chiều hướng nó tích cực cũng được. Tụi em làm một nhóm, tụi em làm, em chia sẻ những cái gì đó tích cực nhân văn chút, người ta con cũng sẽ thích. Đó, nó nhiều thứ lắm. Tại vì bây giờ thật sự ra cộng đồng LGBT đang được mọi người rất là ưu ái. Có lẽ là ông trời, ông rất là công bằng. Ngày xưa những người LGBT là những người bị người ta coi thường, người ta khinh bỉ, người ta coi rẻ rúng lắm. Nhưng bây giờ là những người LGBT là những người thành đạt nhất. Bác sĩ, kỹ sư, giám đốc hay tất cả những ngôi sao nổi tiếng đình đám đều là cộng đồng LGBT. Cả luôn hiện tượng mạng gần đây cũng là LGBT. Ngày xưa hiện tượng mạng người ta không thích, nhưng hiện tượng mạng bây giờ người ta vẫn thích. Cái gì nó cũng có hết. Quan trọng là mình làm cái chân phương và cái thật bằng cái tâm của mình, cái trái tim của mình. Thì cái trái tim, cái chân phương đó, nó sẽ chạm với trái tim của người ta. Rồi sau khi những cái chia sẻ của chị Khánh Chi, em có rút ra được nhiều kinh nghiệm không nhỉ? Nói chung là bản thân của em còn khá là nhiều cái thiếu sót để phát triển cho mình hơn mà mình lại bỏ qua những cái đó. Và khi mà nghe chị chia sẻ nhiều hơn thì em rút ra được nhiều bài học, cũng như là tốt cho bản thân của em thì em phải chắc là em phải làm theo những lời chị nói. Em xin phép cảm ơn chị Chi đến với chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên anh thấy chị Chi khó tính trong những cái lời khuyên đến như vậy. Này, anh hy vọng là em có thể học tập được rất là nhiều điều từ những kinh nghiệm của chị. Cảm ơn em đã đến đây và anh hy vọng là em sẽ có những cái bước tiến mới cũng như là tổ nghề sẽ soi sáng cho em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Bí mật Hạnh Phúc ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.